Chào các bạn, đây là gian hàng của Thảo Dược Hạnh Nguyên. Các sản phẩm của bên mình đa số đều đã được đóng túi zip, đóng lọ các loại hoặc là hút chân không, tùy theo khối lượng kích thước sản phẩm các bạn nhé. Đây chỉ là một phần kho hàng của shop thôi ạ. Các sản phẩm lá, thuốc bắc, thuốc lam thì khá là cồng kềnh nên là shop không thể bày hết được bên cạnh. Các bạn mua hàng online thì có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm của shop ạ. Còn những bạn ở gần thì có thể qua xem và mua hàng trực tiếp tại shop các bạn nhé.